Xin chào các bác nhá, cận Tết rồi, em lại về thêm cho các bác một mẫu xe che mưa che nắng này. Hay là chúng ta cần xe tập lái hay là cần những mẫu xe chạy dịch vụ thì chiếc xe này luôn đáp ứng rất là tốt. Một mẫu xe thương hiệu cực kỳ nổi tiếng mà không người dân Việt Nam nào không biết đến thương hiệu xe này. Một mẫu xe Nhật các bác nhá, hàng quốc dân. Đời 2014. Đây. Các bác quan sát này, phần sơn xi màu vàng cát này, cực kỳ sạch sẽ rồi các bác nhá. Và chiếc xe này thì hồ sơ đã cầm tay rồi, em đã cho rút hồ sơ rồi. Đấy, nên là các bác lấy xe thì chỉ việc bấm biển thôi. Keo chỉ zin 99,99% nhá. Máy zin, da mỗi dàn quà thôi. Gương kính điện này, màn hình Android cỡ lớn này. Nội thất màu kem rất là sạch sẽ các bác nhá. Trần nỉ nguyên bản này. Đấy, trần nỉ này. Đấy, rất là sạch sẽ các bác nhá. Cam kết cho các bác là không tai nạn đâm xô hay ngập nước gì cả nên các bác hoàn toàn yên tâm. Một mẫu sedan phân khúc B đến từ chất lượng Nhật thương hiệu Toyota. Mẫu xe Toyota Vios các bác nhá. Sản xuất 2014 mà bên em đang chào bán với giá chỉ 218 triệu là sẽ bao hồ sơ cho các bác rồi. 218 triệu đồng nhá, bao hồ sơ cho các bác. Cột kèo zin, máy zin, da mỗi dàn quà thôi. Đây. Sơn xi một vòng quanh xe các bác nhá. Rất là sạch sẽ rồi. Đèn đóm này được ốp viền chrome này. Tay nắm chân viền cứng như vậy nhá. Đây. La răng đúc, gương kính điện. Màn hình Android đầy đủ hết rồi, lên full đồ chơi các bác nhá. Đây, nội thất sạch sẽ. Đây các bác này, phần hàng khoảng trống giữa các hàng ghế này cũng khá là ok luôn mọi người nhá. Một dòng xe lò đồng cua đá này. Đây. Mẫu xe này thì chúng ta mua dễ bán dễ và rất là giữ giá luôn. Đặc biệt là dòng xe này thì phụ tùng thì gần như là rẻ số 1 phân khúc rồi. Độ bền bỉ thì gần như không có mẫu xe nào có thể vượt qua được mẫu xe này. Toyota Vios 2014 nhá. Đấy, các bác nào quan tâm đến xe thì cứ liên hệ cho bên em số điện thoại 0354 152 888 để được biết thêm chi tiết các bác nhé. Bây giờ em sẽ cho các bác tham khảo về phần máy móc này. Địa chỉ để xem xe trực tiếp là Kinh Môn Hải Dương nhé. Đây, phần máy này em sẽ cho các bác tham khảo luôn nhé. Máy này VVTi phiên bản số sàn máy 1.3 nhé, bản Mimo lưng full ne. Đây, sơn xi tổng thành đầu răng này, keo chỉ này. Nói chung là xe thì rất là gọn, rất là cứng luôn đấy ạ. Máy thì chất không bàn luôn cả nhá. Và những chiếc xe bản Nemo này thì chắc chắn là đã có qua dịch vụ rồi. Nhưng mà những dòng xe dịch vụ thì bên em luôn tuyển rất là kỹ. Máy zin nguyên bản nhá, ra mỗi dàn quà thôi. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán là 218 triệu đồng. Đấy, bác nào quan tâm đến mẫu xe Toyota Vios màu vàng cát này thì cứ alo trực tiếp cho bên em nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều.